trang trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Tổng thống và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiên, sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước. Đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam lạc hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phút mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em quốc thịt Việt Nam, chúng ta là do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy này, tôi cho đến mãi mãi muôn muôn về sau là mầu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm lên, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Mời quý vị an tọa. Good morning, Monday, America. Good evening, Vietnam. Good afternoon, Norway. Mời quý vị nghe bài nhạc. Chào bạn xóm.
Chào Huỳnh Hàm Liên. Chào Hoa Nghiên. Chào Victor Ngô. Chào Biểu Lily. Chào Jesus. Công Đức Võ. Chào Dương Nguyên. Nguyễn Kim Bình. Ở trong một môn phái kia có một người kiếm khách có cái tên là Nguyễn Kim Bình, có một đường kiếm tuyệt chiêu luôn. Mỗi lần mình lên trong livestream này mình thấy nick Nguyễn Kim Bình tự nhiên mình nhớ cái đường kiếm đó, mình lạnh toát lên luôn á. Chào Dũng Tôn. Ơi có biết khi xưa mấy bờ cây dài bóng xe ngơ hôn em đã chín mây mùa buồn đau hay anh em hãy đưa đầu cho anh nghe nặng ngỡ trái sầu rồi. Yeah, xin kính chào tất cả quý vị và diễn đạt. Mình tại sáng dịch mình dậy, mình đọc một cái mail, đúng ra là hai cái. Cái mail thứ nhất mà mình làm mình bàng hoàng, đó là Na Uy đang vấn đề cấm tập trung, cấm ra đường phố. Tức là những cái nơi nào mà ngày xưa giờ mấy tháng vừa rồi mình có đi đến, bên này nó đề cái chữ close, tức là nó đóng cửa rồi. Oh man, mình giật mình nói Na Uy là nước ở cao lắm mà tại sao Corona cũng bò tới vậy, nó bò tới dấu chừng tới nhà bà hàng xóm mà cùng thôi, chẳng lẽ nó bò tới luôn cả nước Na Uy sao. Thật sự nói để nở nụ cười, thật sự mình cũng đang cảm thấy nó có một cái gì đó bất ổn, thật sự là vậy. Nhưng mà mình còn nước thì còn té, cứ tìm cách là đừng có đi lủi thủi ra ngoài, hoặc là nên đứng tránh ra đi. Thật sự đấy chứ, cái đợt đầu mình không cảm thấy băn khoăn, mà đợt này mình cảm thấy lo lắng. Báo Na Uy đã đăng rồi đó quý vị, rằng là trên vấn đề là nghiêm trọng, gọi là đại khái là báo động. Chắc là phải mai mốt bị di tản qua nhà bà hàng xóm ở đỡ một vài ngày, không biết có được không. Cho nên đừng có đùa giỡn nha quý vị, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để mình nhìn thấy đất nước Việt Nam chúng ta thái bình và nhìn thấy. Hãy chào Lê Hoàng Trắng. Không biết Lê Hoàng Trắng ở trong nước có nhận tiền đô la của nhà nước Cộng sản gửi xuống cấp cho không biết. Bởi vì nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ nhận rất là nhiều tiền các cơ quan nhân đạo khắp thế giới. Cả 100 triệu Tập Cận Bình mới gửi qua để mở một cái ngân khoản tài khoản nào đó để giúp nhân dân Việt Nam mình, mấy người kinh doanh yếu được quyền vô trong đó để mà xin trợ cấp. Hy vọng mà Lê Hồng Trắng ở trong nước có nhận rất là nhiều tiền hàng tuần giống như ở nước ngoài người ta nhận. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là
sẽ là quá cầu nổi đâu quý vị, mà để xem kỳ này ở tại Đông Nam Á, ô phải nói là một nơi bây giờ giống như là tôi đã thưa tôi nói là khi mà sóng biển động đất mà nó tràn vô nó mạnh bao nhiêu, thì khi mà rút ra thì người ta, những người mà còn sống sót người ta nói rút ra thì nó cũng không khác gì cái lúc mà nó tấn công vô, nó cũng ào ào nó chui ra ngoài đi trở, nước trở lại đại dương nó cũng đi ào ào như vậy, nó cuốn theo hơn những gì mà nó đưa vào nữa. Trời, nghe người ta kể vậy là mình cũng hoài. Thì bây giờ corona đây là đợt thứ hai, đợt gọi là sống rút ra, mà nó rút nó mang đi nhiều hơn những gì nó mang vào. Hy vọng nó mang những cái corona đi thôi nha quý vị. Thì cũng cũng trong một cái email đó, thì mình có nhận một cái email mà cái này của một vị giám mục người ta gửi tới. Thì mình nói trời ơi, nhiều mail hồi hộp quá, đọc chữ gì nói rồi. Cái mình mới nguyện ở trong lòng, mình nói thôi giờ con cũng không có giờ rảnh đâu, thôi cho con đọc những cái gì mà quan trọng nhất hãy hiện lên những cái khúc đầu cho con đọc thôi, chứ còn con đọc hết những gì ngài gửi tới chắc con đọc không nổi. Thì tôi đọc một khúc như thế này. Có một vị kia nói trên đường Chúa dẫn một số tông đồ đi đến thành Jerusalem. Thì tới cái thôn Samari gì đó, tôi còn nhớ tôi mới đọc cái hồi nãy, không biết tôi đọc có nhớ hay không, hy vọng Samari. Cái nơi đó người ta không có welcome những người công giáo. Rồi cái Chúa nói, vậy thì đi cùng ta. À, thì lúc đó Chúa đi. Thì trên đường ấy nhiều chuyện xảy ra mà tôi chỉ kể khúc này. Thì có một người có người đó muốn đi theo cùng Chúa, mà người đó nói thưa Chúa, để cho con về con chôn cất người đã khuất rồi hãy con sẽ đi theo Chúa. Chúa nói không cần, hãy để người chết chôn người chết. Trời ơi, tôi đọc tới khúc này tự nhiên tôi nói trời, mình nguyện hồi nãy thôi mà sao bây giờ cái câu này sao mình cảm thấy nó khó hiểu, mà nó sao mà thấy nó quen quen. Hãy để người chết chôn người chết. Rồi còn một người kia nói Dạ thưa ngài, để cho tôi về tôi chăm sóc, là lo lắng cha mẹ hay là sao đó, rồi tôi sẽ theo ngài. Thì Chúa nói không cần thiết khi chúng ta đặt cái tay lên kẽn cày mà còn ngoảnh mặt lại nhìn đằng sau nữa, như lại vô ích lắm. Đó là hai câu mà đang sáng sớm mà tôi đọc. Hai câu mà mình đang sáng sớm mình đọc mà mình cảm thấy mình cảm thấy nó rất là quen. Mà mình biết chắc là mình chưa đọc ở đâu, nhưng mà khi mình đọc mình cảm thấy nó rất là quen. Rồi cộng lại cái vụ mà Na Uy nó đăng báo là close những cái chỗ public, những cái chỗ công cộng là bây giờ đang đóng cửa. Mình nói cái này để lén lén mình bay qua Mỹ, nhưng mà cứ phi trường nó không cho đi thì xong ngay luôn. Này chỉ có nước là kêu tề thiên xuống bồng mình đi chứ còn không, phi trường nó không mở là thôi thua. Rồi bây giờ còn một cái lá thơ cuối nữa, mà chút nữa mình sẽ đọc cái lá thơ đó. Bây giờ mình nói về chủ đề. Chào Nguyễn Trọng Thắng, chào quý vị mới vào diễn đàn. Chào Anna Maria. Về uống nước. Kỳ này mình phải thận trọng uống nước chanh, nước xả gừng đồ, hay uống túi bụi lên nha quý vị. Về
chiến tranh. Chúng ta đừng có nghe một vài cái bản đài nào mà ru ngủ chúng ta đó. Hãy nghe bản đài ngay lúc này, mà nghe những bản đài ru ngủ thì chúng ta càng phải thức tỉnh thêm nữa. Họ ru ngủ là bởi vì là họ không muốn cho chúng ta kinh hoàng cái chuyện mà sắp sửa xảy ra tại Biển Đông. Cho nên họ gần như là cái công việc của họ là ru ngủ nhân loại, đừng để nhân loại biết gì đến cái tình hình tại Biển Đông. Chiến tranh bắn bằng súng đạn hả? Chết dễ bằng bó, dễ trị lắm. Đứa nào chết thì chết, còn đứa nào sống là sống thôi. Bây giờ có những loại chiến tranh mà chết mà không dám bị thương, không dám tới bằng bó, mà chết cũng không dám tới đi chôn. Chỗ đó mới là tàn bạo, kinh hồn. Bây giờ bệnh dịch nó đang hoành hành ở bên ta. Đói khát, dơ bẩn, thiếu nước uống, thiếu nước sạch để uống, thiếu nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Và nhất là trẻ em, phải nói là điêu tè. Xác chết tối nay nó nổi bền bền, những loài thú vật đồ, chuột chết, lại sinh ra tới đấy, kinh. Nổi cái môi trường đó thôi, huống chi bây giờ lại những tâm bão nó bắt đầu nó chĩa thẳng vô bên ta. Nước Việt Nam bây giờ để xem thử coi những cái công rảnh mà tập đoàn cộng sản nó nói rằng nước Việt Nam xây dựng đất nước, ta nói xe hơi chạy nối đuôi nối tiếp, nhà lầu chọc chọc lên tới tầng trời, cầu cống xây cũng nối đuôi nối tiếp, để xem kỳ này coi thì nó rút được bao nhiêu giọt nước. Trần Phú kính chào Trần Phú. Cho nên để xem cái này đấy, cho nên nó là đừng có ngạo mạn. Những kẻ ngạo mạn một ngày kia là đứng đó là lạy ơi lạy ơi lạy ơi, hãy biến sỏi đá núi đá kia thành một đống cơm, biến sỏi đá thành cơm đó. Tổng Tập Cận Bình, Mao Trạch Đông trước kia cũng vậy, biến sỏi đá thành cơm. Đề nghị Hồ Chí Minh mang cái danh từ đó xuống Việt Nam, cũng nói là chúng ta cái thằng trời không có gì hết, chúng ta là sức người, hãy biến cái cục đá kia thành cơm đó, để cho kỳ này quý vị biến coi thử, coi biến thử coi sỏi đá thành cơm, biến dòng nước lũ kia thành cháo để cho nuôi dòng tàu ha, kể cả dân Việt Nam sắp sửa đây. Tôi không phải tha oán tiêu cực cho những dân tộc đang bị mắc phải cái thiên tai đó. Nhưng đây là vấn đề là tôi lặp lại thôi. Để khó tiếng chuông lòng, để đánh thức cho những cái con người mà háo chiến háo thắng. Những con người mới vừa cúp chánh quyền nghĩ rằng họ là ông trời. Họ là cái ông ở trên ông trời, gọi ông trời bằng thằng. Cái bọn ngao đá giống như là nhiều những bọn học sĩ ngao đá ngày hôm nay vậy đó. Cái thân mình chưa biết, ok, mình nói để chút mình chia sẻ mà bỗng nhiên mình đề cập tới thì mình cũng nhắc luôn. Bữa nay bỗng nhiên mình thức dậy thì mình cũng có nhận được một vài cái nhắn tin của cái vị ở bên Úc, mà nhiều người thì nói có nhiều người khác đã mạo cái tên của MLS, tức là Minh Lâm Sơn. Anh Minh Lâm Sơn này tôi rất là mến từ trước kia, kể cả bây giờ tôi cũng vẫn mến. Nhưng có thể tại vì mình chưa có được nhận cái trực tiếp rằng anh Minh Lâm Sơn là người viết lên những cái dòng chữ kia hay không đó, mình chưa biết. Nhất định mình không nên vội vã lắm. Huống chi chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không cho phép nhân viên đánh giặc dọc đường cơ mà. Cho nên chúng ta lại càng thận trọng hơn nữa. Nhưng mà dẫu sao, có phải là Minh Lâm Sơn mà tôi hằng
tôn thờ ở bên trong, hay là Lâm Minh Sơn là người giả tạo anh Lâm Minh Sơn đó để lên để quậy phá ở trên diễn đàn hay không, không cần biết. Nhưng bây giờ những gì mà tôi đang nói đây, sắp sửa nói đây, là tôi nói cho người tên cái nickname là Minh Sơn Lâm mà đã có viết ra những cái câu ở trên diễn đàn mà ai cũng đã đọc và tôi cũng đã đọc. Tôi chỉ phản biện lại những gì của anh Minh Lâm Sơn đó mà thôi. Còn anh Minh Lâm Sơn ở bên Úc mà tôi thờ trong lòng, nó lại là không phải cái ý của tôi muốn để trả lời với lại cái người đó. Thì một cái thời gian 2 tiếng đồng hồ vừa qua, có chiến sĩ Hoàng Tôn ở bên Úc có chia sẻ, phải nói là cạn hết lời rồi đó. Theo như tôi nhận diện, tôi theo dõi hết là cạn hết lời. Dạ cũng đúng rồi đó, Đội Nguyên có cử nhiều người lắm, Lâm Văn Thi và Lâm Văn Thơ, đúng rồi, có hết. Cho nên bây giờ tôi thưa chiến sĩ Hồng Tôn nói hết cạn ý rồi. Tôi nói là nhưng cái đề tài của chiến sĩ Hoàng Tôn bên Úc cách đây 2 tiếng họ chia sẻ là dành riêng cho những con người có mang cái tâm hồn cao thượng vì quốc gia dân tộc trên hết, chứ không thể là dành riêng cho những người đánh phá kia. Con người mà đã có cái ý đánh phá rồi, bây giờ bỏ cục vàng xuống đó họ cũng không chịu nữa, tại vì mục đích của họ là phải đánh phá. Dù là một lời chia sẻ ra bằng thành cục vàng chăng nữa, họ cũng không bao giờ, họ có thể lụm cục vàng thôi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục họ đánh phá. Bởi vì cái chức năng của họ giống như có con bồ cạp vậy. Quý vị đã nghe cái câu chuyện cổ tích về con bồ cạp rồi. Vốn nó sẵn cái đuôi của nó ra là bốn phần đích để sát hại đối thủ. Dù nó hứa 1000 lần cái chăng nữa, nhưng mà nó nói trời ơi tôi không biết sao, nó tôi đã hứa với anh là tôi không hại anh, mà nhưng mà cái đuôi của tôi nó nói là ông trời sanh nó ra là chỉ để là tấn công đối thủ thôi, tôi càng không được. Giống như tiếng nhân gian mà tình yêu nói trời ơi, lý trí tôi mạnh lắm, tôi làm gì ra đường tôi được ngã xa ngã lòng được, nhưng mà trai gái gặp nhau chút xíu cái là tự nhiên cái là cái lý trí đó nó không có khả năng, nó work luôn quý vị. Tiếng nói lý trí từ đi lúc đó cái nó bể rẹt làm sao. Lúc đó nó có một ngôn ngữ rất là hay, gọi là ngôn ngữ của con tim. Nó nói ê lý trí đi chỗ khác chơi nha, lúc này là tiếng gọi của con tim nha. Rồi mọi chuyện xảy ra ngoài xã hội. Chứ trước khi đi mẹ có dặn dò mà đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Đứa con quay lại lúc nó còn bình tĩnh, nó nói, mẹ sao chở con có mẹ khôn lắm như thế này, mẹ đừng có ngại. Nhưng mà ra bên kia gặp một người bạn, rồi hai người ngồi cận kề với nhau, đúng mà ông bà mình nói lửa với rơm không kèm thì tụa, trai với gái không nọ thì kia. Tôi nói thiệt nó hay gì đâu á. Trời ơi, lúc này mà chưa có người tình mà nghe câu đó tự nhiên mình cũng không biết mai chi mấy câu đó đi dọc theo dòng đời. Văn hóa Việt Nam mình phải nói là mê ly luôn, hả quý vị? Mê ly xin phép. Cho nên khi mà ra gặp nhau á là cái gì mà mẹ dặn á, nó rơi dọc đường mẹ mất tiêu hết. Cái mà gọi là chững chạc nhất ở trong cái lý trí của mình á. Lúc đó tiếng nói của con tim nó hấp lên, nó nói ê lý trí đi chỗ khác nghe, giờ này là giờ tiếng nói của con tim rồi, bỏ tay chấm cơm luôn, không làm gì hết. Thì cái con bồ cạp nó cũng nói vậy, nó nói
tôi đã hứa cho hết lòng dạ của tôi rằng là tôi không không có chết anh. Nhưng mà cái đuôi của tôi, trời ơi, nó có bổn phận của nó là tấn công địch. Cho nên tôi gần, tôi can không được thì nó tấn công anh vậy thôi. Thì thôi giờ tôi biết nói làm gì. Cái đám thọc gậy bánh xe, cái bổn phận của nó lên diễn đàn là nó làm sao? À, dù tiếng nó của mình có cách nghĩa đầy rõ, nghĩa chân lý chăng nữa, nó không cần thiết. Nó cũng dùng những cái chân lý đó để nó tiến thân, nhưng mà bổn phận của nó là gì? Đánh phá chính phủ và mọi tình huống khác, không hẳn riêng chính phủ. Cái bổn phận của nó ít đến đời thì nó vậy đó. Cho nên phải nói là chiến sĩ Hoàng Tôn chia sẻ 2 tiếng hồ mà phải nói đọc những cái bài thơ, những cái email mà trong nước người ta gửi ra, trời, mình nghe một phê gì đâu, nghe một phê. Mình nói dù người nào có cái tâm địa khách mấy chăng nữa, nghe cũng phải thấm và cũng phải chùm bước, phải lấy giữ lời chứ không phải không đâu. Hay vô cùng. Lại thêm nữa, tôi đang kể chuyện đòi lại thêm có thằng nhóc nào vô đây là thiệt tình hả? Ngốc khởn quá, để cái nickname, để cái nickname là thấy là đã muốn đạp xuống nhà cầu rồi, thấy không? Nickname đó là đã muốn thấy xuống nhà cầu rồi, cũng là thêm làm dốc làm phách nữa rồi. Nên nhớ nha, vào diễn đàn của Francis này phải có một sự nghiêm khắc ở bên trong. Tôi trọng anh thì anh phải trọng tôi, nếu anh cạch chân là tôi đạp xuống liền, chứ không phải là tôi là một người dễ dãi đâu nha. Liệu hồn á, anh mà dỗ cho tôi cái số điện thoại nữa thì anh sẽ biết tay với tôi, không? Xin phép. Cho nên dù có nói ra đổ vàng son đi chăng nữa, những cái bọn kia nó cũng như thế đó. Bổn phận của nó giống như con bồ cạp ấy. Là phải chết, bởi vì nó có cái đuôi. Cái tâm địa những cái con người kia là sao? Là đi đánh phá. Đánh phá. Họ nói sao? Ai mang họ lâm là người ta ở đó. Mà tôi viết những mấy cái người mà tôi quen họ lâm hết á. Họ Lâm là ông thầy của tôi. Họ Lâm là người hướng dẫn chỉ tôi những cái ngôi sao bắt đầu ở đâu. Mấy người hẳn Họ Lâm. Chắc là mấy ngã kia cũng nói là tôi là người Tàu luôn. Mai mốt tôi phải học mớ còn Trung Hoa để mà cho nó giống người Tàu chút. Chứ để cái mặt này ai đi ra đường ai cũng nói là người Nhật. Chứ không có ai nói là người Bình Định, Phú Yên gì cả. Khổ vậy. Đúng không? Không ai mà nói mình là dân Bình Định, Phú Yên mà nói mình là người Nhật. Còn mang cái họ của mình á, mà quen mấy người mấy họ Lâm, người ta nói là người Tàu. Khổ vậy. Rồi người ta lợi dụng cái tình huống, cái suy tư yếu kém, suy nhược của họ. Họ không cách nào làm hơn nữa là bằng cách họ phải đào sâu cuốc bẩm để tìm những cái từ ngữ, những cái khía cạnh nào mà cảm thấy nó nằm hơi trên dên một chút xíu. Họ dùng, họ làm là cái đề tài để họ cào bàn phím, họ chửi bới. Rồi họ cho rằng là trong chính phủ là nhiều người mang họ Lâm là người Tàu thế này thế nọ. Mà họ chỉ biết tới cái cửa cổng tụng nghi đường đó hết rồi, vậy mà họ có khả năng họ đoán được luôn ở trong bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc trong đó là có người Tàu, người đồ trong đó. Sao công nhận họ hay thiệt đó nha, họ hay thật, quá giỏi, phải nói là quá giỏi. Không, người ta nói tôi là người Nhật chứ không phải là ai đâu, người ta nói tôi là người Nhật mà.
Mà thật á, mình ra đường á, mình ra đường mình gặp người, gặp mấy mấy Nhật nó đi, nó đi du lịch qua Na Uy, nó tới nó sổ tiếng Nhật với mình. Mình bó tay chấm cơm mà không, mà có nhiều lúc á mình thấy mấy cô gái Nhật trẻ trẻ đẹp đẹp á, mình nói tôi là người Nhật nhưng mà bởi vì tôi qua Na Uy lâu quá tôi quên tiếng Nhật à, bây giờ tôi nói tiếng Na Uy và nói tiếng Anh à, cô có nói được tiếng Nhật à, xin lỗi tiếng 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 Na Uy không? Vậy đó, chứ cái mặt của mình là cái mặt người Nhật rõ ràng phải không Trần Mai Ca? Cho nên họ họ không không còn cái cách nào nữa, bởi vì là chính phủ nó là đã sự thật như thế đó rồi, họ không còn cách nào để mà họ họ tức ăn tức ở, thì họ tìm cách là họ bơ sơ lên người nào mà mang cái họ mà nó thấy là không phải Đinh Lê Lý Trần Lê là nó nói, à mấy cái người đó là người ta hào hết á, người ta hào hết á. Ba câu người ta hào hết. Nhưng mà cái ngã mà nói đó, cái ngã đó mang họ hồ. Chắc có lẽ cái ngã đó là họ Hồ Quang, Hồ Tập Chương hay là Hồ Chí Minh. À cha, cái điều này được đó chứ. Bởi vì sao? Trời ơi, con cháu có họ Hồ, Hồ Chí Minh ở Việt Nam rất nhiều đó nha, rất nhiều. Đúng rồi đó, Nguyễn Bình Khiêm nó tụi nó giật lá tìm sâu à, mà sâu gì lá tươi tốt như thế đó thì không có con sâu nào có khả năng bước vô trong đó. Lá rất là tươi tốt, cho nên tôi mới nói là trong tụ nghĩa đường là có thiên thủ thiên nhãn trong đó, dầu như cái con gì mà bay vô trong đó là cũng bị bắt đầu dục ra hết rồi. Chứ đâu phải là tụ nghĩa đường là ai muốn vô là vô, ai muốn ra là ra đâu. Nhìn thấy, cho nên tôi đi vô trong tụ nghĩa đường mà tôi nhìn thấy, tôi nói tụ nghĩa đường nó không có nghi nga giống như là Dinh Độc Lập, nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó chứa đựng được những cái to lớn mà ngày xưa Dinh Độc Lập không có khả năng chứa. Qua rồi đây không có thứ gì mà không xuất phát từ tụ nghĩa đường cho Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Anh được quyền vô tụ nghĩa đường, cái gì anh cũng được quyền biết hết, mà có điều anh không được quyền biết là anh không được quyền biết rằng tụ nghĩa đường biết anh là ai. Đơn giản. Rồi nó nói rằng ai mà mang Hà Lâm thì cứ làm mình cũng động máu anh hùng mình lên, thấy không? Mình nói chà, trời, nói động tới mấy ông thầy của tôi, trời đất ơi, gan dạ trời. Ông thầy tôi, ông vì nước, vì non, ông đem hết cả cuộc đời. Mà chính cả khi mà người đi qua tới nước Mỹ rồi, người vẫn tiếp tục trên cái con đường mà quyết định đấu tranh nữa. Nhưng mà cơ nghiệp nó không đi đến tới nơi, tới chốn, bây giờ người đã chia tay cuộc đời. Nhưng mà đâu phải là hễ Hà Lâm là người ta. Cho nên hôm nay tôi có ghi cái topic của quý vị đọc, chắc quý vị nghe cũng cảm thấy ủa sao cái gì kỳ lạ là ai mang Hà Lâm là người Tàu. Lâm Hy Diệp là thượng thơ, là cơ mật viện đại thần ngày xưa, không? Lâm Hoàng là uy dũng võ tướng, rồi tới Lâm Như Tánh là đề đốc có thời đại nhị Việt Nam Cộng Hòa, rồi tới Lâm Ái Huệ là trung tướng Bộ Ngoại giao có đệ tâm Việt Nam Cộng Hòa, cũng là cái người mà vẽ cái mũi tên định hướng về mũi sao bắt đầu chính phủ cho tôi. Cho nên cái đám thập gậy bánh xe tội nghiệp, gánh nặng u minh lúc nào cũng chằng chằng chịu chịu trên đôi vai. Khi mà tôi sơ lược như vậy đó, những cái họ Lâm rồi tôi xem cái ngã mà đã dạch lá tìm sâu đó, tôi muốn hỏi bây giờ nếu anh nghe livestream của tôi, anh đang mang họ Hồ và 48 tuổi,
là một người làm ở trong cái kho khuynh quét đồ đồ đạc trong một cái kho ở tại tiểu bang Mexico gì đó. Anh Mang Hồ, có phải anh là cháu ba đời của tên Hồ Chí Minh không? Nếu phải thì tốt thôi. Dù anh bây giờ là đảng viên Đảng Cộng sản đi chăng nữa, cũng không ăn thua gì. Bởi vì chính sách của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là bỏ cộng còn về. Và bây giờ tôi biết anh là ai, chúng ta còn dễ chơi với nhau nữa, đúng không? Trước kia không biết anh là ai, chơi rất là ngại. Bây giờ biết anh là ai, chơi rất là dễ chơi. Chỉ sợ anh chỉ biết anh là ai mà tôi không biết anh là ai. Khó chơi, chơi không vô. Ok, thì trong cái lúc mà Tảng Sáng đọc mail như vậy đó, thì có một cái số tin thì có nhắc đến cái người mang cái nickname là MLS, tức là Minh Lâm Sơn. Thì hôm nay tôi xin thưa cái người mang cái nick. Ôi, yeah. Mà cái người mang cái nick là Minh Lâm Sơn đó, thật sự có nhiều cái lịch sử mà anh phải biết, nhớ không? Ôi. Có nhiều cái lịch sử anh cũng phải biết chứ, đâu phải anh mà anh cứ nghĩ rằng là cái hiểu biết của anh đi quá sớm với lại cái nhận diện của anh một cái sai. Khi mà tôi đọc những cái chat chat, những cái nhắn tin mà mang cái nick là Minh Lâm Sơn đó, thật sự anh đoán trước, tức là cái hiểu biết của anh đi trước cái khả năng của anh. Hello, chào anh Quang. Dạ vâng, chào anh Francis. Anh Francis, là tôi có muốn có một ít câu hỏi, tôi muốn hỏi anh đây. Vâng, anh hỏi anh, để cái miệng hơi gần chút xíu cho nó lớn lên cho anh em nghe. Dạ vâng, thưa anh, thì từ trước đến giờ là vẫn là gọi là ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý để mà đi đến đoàn kết dân tộc để giải thể cái Đảng Cộng sản đây. Vâng. Để mà dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái ách cộng sản, để chúng ta đoàn kết dân tộc là để mà xây dựng một đất nước, một Việt Nam cộng hòa. Mà trong một thời gian rất là gần, cái trên diễn đàn của anh Trung Tà, giống như những anh em ủng hộ của anh Trung Tà, đó là anh EQ, tất cả mọi người là bây giờ nói là cái chính phủ này là cái chính phủ giả, chính phủ ma, chính phủ lừa bị dân. Làm cho chúng tôi rất là hoang mang anh, tôi không biết là như thế nào, mà nếu mà như là như vậy ra thì để cho những người dân ở trong nước rất là hoang mang đó. Thì mong anh giải thích và giải nghĩa là như thế nào để cho chúng tôi biết được là để chúng tôi phải đi lạc lối, để mà phải chúng tôi là chỉ là những người ủng hộ chính nghĩa thôi anh, để mà xây dựng đất nước dân tộc, thì mong anh giải thích dùng để cho mọi người được biết ạ. Vâng, rất cảm ơn anh Quang đặt cái câu hỏi rất là chung, mà trong quốc nội ngày hôm nay và cả thế giới cũng rất là muốn có những câu hỏi cụ thể. Thì tôi trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin nói là tôi là nhân viên của chính phủ. Những câu trả lời như thế này là chúng tôi bắt buộc là phải nói cho đầy đủ ý nghĩa của nó, cho nên là tôi cũng mong rằng anh kiên nhẫn để chúng tôi xin được phép giải bày. Cái sự băn khoăn của tất cả người ở trong nước rằng là chính phủ ngày hôm nay có phải là chính phủ thật hay không, để cho quốc dân Việt Nam trong nước không băn khoăn và không còn đi lầm đường lạc lối nữa, thì tôi xin thưa, chính phủ thật và chính phủ giả nó khác nhau chỗ nào? Xin thưa rằng chính phủ giả thì dựa vào lịch sử, dựa vào thời gian 45 năm trôi qua rồi, chúng ta đã thấy không biết bao nhiêu cộng đồng, đảng phái, chính phủ người Việt Nam chúng ta khắp thế giới
đều chết dọc theo thời gian, không phải tự họ không có người đứng ủng hộ, mà bởi vì chánh phủ đó, đảng phái đó lập nên không có khuynh hướng để giải thể tà quyền cộng sản đem lại hạnh phúc cho quốc dân Việt Nam. Vì thế chánh quyền địa phương nơi đó họ tự xuống và họ tự giải tán cái chính phủ đó, chết dọc theo thời gian rất là nhiều. Anh cũng biết và mọi người cũng biết, trước kia rất là nhiều chánh đảng và nhiều chính phủ của người Việt Nam chúng ta ở khắp thế giới. Còn Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thật hay không thật thì hiện tại ngày hôm nay chúng ta cũng đủ trả lời toàn diện rồi. Nhưng đối với tư cách là một nhân viên của chính phủ, chúng tôi phải trả lời rất rõ rằng là nếu tôi đặt cái giả dụ, nếu chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không phải là một chính phủ thật song hành với lại chính quyền địa phương, hay là nói rõ là chính quyền của Hoa Kỳ, thì chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này nó cũng tương tự như những chính phủ của người dân, người Việt Nam chúng ta trước kia cũng là bị đào thải, bị giải tán mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ngạo nghễ gọi là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã quan dội theo thời gian như thế này. Vậy thì chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này ắt hẳn phải là đã có đầy đủ cái quyền hạn của một chính phủ và đã được song hành, đã được hứa vàng hứa ngọc với lại chính phủ địa phương của Hoa Kỳ và đã có nhận công hàm này tới công hàm nọ. Như vậy thì một khi chính phủ địa phương Hoa Kỳ đã gửi công hàm đến chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa gọi là Honorable President Đào Minh Quân, thì chẳng lẽ người ta xem là rằng là cái tiếng nói là danh dự đó một cách nó rẻ như cọng rác ở ngoài đường hay sao? Họ là phải vinh dự lắm và họ nhìn đó là nó xứng đáng, cho nên họ mới dùng cái danh từ ngoại giao vô cùng cao thượng và đẹp như thế đó dành riêng cho hai vị nguyên thủ quốc gia. Vì nơi đó cũng có thể xác minh rằng đây là chính phủ Đệ Tam Việt Nam, là chính phủ thật, là chính phủ song hành với lại chính quyền của Hoa Kỳ đến tới ngày hôm nay. Nếu mà không phải thì Nguyễn Phú Trọng có quyền đưa ra test tò triệu ông Đào Minh Quân cá nhân ông về nước từ lâu rồi, mà tập đoàn cộng sản nó đã từng ra test tò triệu tổng thống Đào Minh Quân trở về nước rồi, bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nó đưa ra cái test tò là nó nói là các anh không được phép, bởi vì tổng thống Đào Minh Quân hiện đang ở nước Mỹ và người không phải là như trong test tò nói rằng là khủng bố đâu. Đó, mọi cái thứ mà tôi trả lời gọn gắn tắt cho anh để cho anh biết rằng và quốc dân biết rằng Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa nếu không phải là sự thật thì quý vị đừng có quan tâm. Địa phương, chính quyền địa phương người ta quan tâm là đủ rồi. Đó, cảm ơn anh. Xin phép anh có còn nghe tôi không ạ? Dạ, còn nghe được anh. Đó là cái câu đầu tôi trả lời như thế đó. Anh có nhận rõ không? Và cho tôi biết. Dạ vâng, dạ nghe rất là rõ anh. Vâng thì để chứng minh được như thế này anh, tại vì tôi thì cũng chỉ có muốn ủng hộ mất ra như anh. Anh còn nghe được không ạ? Nghe tôi không? Tôi nghe rất là rõ. Ok, anh nghe rất là rõ, nhưng mà cái line của tôi bị mất đa số, vậy tôi chỉ còn cái tiếng thôi. Bây giờ là tôi không thấy được cái diễn đàn của, nhưng mà tôi chỉ có cái tiếng nói thôi. Thì vì như thế này, tôi muốn có một câu hỏi nữa là cái vấn đề rất là quan trọng, tại vì khi mà tôi ủng hộ chính phủ mà nếu mà những cái diễn đàn mà làm như vậy là cái tôi lu mờ đi để mà vô tình để mà chống đối cái chính phủ này thì tôi sẽ làm một người mang cái tội, và cái tội gọi là tội phản quốc hại dân trong nước người quốc nội đây. Thì chúng tôi là muốn cho nó rõ mọi chuyện, thì mong chính phủ làm sao mà để cho người dân được tin tưởng hơn và được để khỏi phải đi đến cái tờ gọi là để mà hại dân hại nước ở trong Việt Nam trong cái công cuộc mà để giải thể cái đảng cộng sản á. Thì mong anh có thể làm cho rõ rằng những cái vấn đề ra là đâu là chính, đâu là tài, để cho mà người dân người ta biết được là để mà người ta đi theo một cái con đường chính nghĩa để mà giải thể dân tộc, đi đến một cái đường giải thể mà để cho toàn dân có được cái cuộc sống bình an ấy. Thì anh có thể phân tích là thế nào, đâu là chính, đâu là tà ấy. Vâng, chính và tà ngày hôm nay nó có rất là dễ bị lẫn lộn bởi những con người có tư duy yếu đuối,
không vì đem hết tư duy để mà phục vụ quốc dân mà muốn đem cái tư duy phục vụ cho cá nhân mình thôi, cho nên nó bị dễ làm loạn cho đó. Vậy thì tôi xin thưa như thế, rất nhiều người nói rằng là để tham Việt Nam Cộng Hòa tự xưng lên rồi tự lập nên, chứ không có ai bầu bán và không có địa phương, chính quyền địa phương xác nhận. Thì tôi xin thưa, văn hóa Việt Nam của chúng ta mà từ thời Đinh Lê Lý Trần Lê, có ông nào chẳng hạn như có ông Đinh Bộ Lĩnh, tức là ông Đinh Thiên Hoàng đó, mới lúc tiên đầu ông đã là một cô cha đi chăn trâu, thường nhóm họp bạn bè để mà bẻ cờ lao để làm trận, rồi đánh trận với nhau. Khi lớn lên lại được dẹp loạn 12 sứ quân, rồi tự xưng đại thắng Minh Hoàng Đế. Nên nhớ nha, tôi dùng cái chữ tự xưng này rất là rõ ràng. Không có một ông nào lúc đó mà đi tới là bầu ông Đinh Thiên Hoàng trở lên là đại thắng Minh Hoàng Đế nè. Lúc nào cũng là tự xưng. Cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta khi muốn bước ra cái giây phút đầu tiên là phải tự xưng để can đáng tình huống to lớn của quốc gia, của an nghi của dân tộc, là phải tự xưng. Chứ lúc đó là có một người nào mà dám đứng ra nói dạ tôi sẽ bồng ngài Đinh Thiên Hoàng để lên lập lên nhà Lê để mà chống giặc đấu? Không bao giờ có. Ông Lê Hoàng cũng vậy. Ông Lê Hoàng mới sinh ra là một cô cha mẹ, rồi là phải bỏ đi làm con nuôi cho một nhà họ Lê. Khi lớn lên khi lớn lên thì phò tá Nam Việt Vương Đinh Liễn. Năm 980 khi ông Đinh Liễn lên nối ngôi hoàng đế, tức là Lê Đại Hạnh. Đó, khi mà ngài đi làm con nuôi cho người ta. Thấy không? Cho nên là nếu mà ngày hôm nay, nếu mà tổng thống Đặng Quân ông đi qua Việt Nam, ông qua Mỹ mà ông đi làm con nuôi cho người ta, rồi bây giờ ông ra ngài đứng ra ngài thành lập để tăng Việt Nam Hòa, thì người ta cũng chửi bới giống công như người ta chửi các vị tiên đế của Việt Nam mà thôi. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay là lịch sử không dám còn chửi các vị tiên đế của Việt Nam? Bởi vì cái công chuyện nó đã qua rồi và đã chứng minh sự thật các vị đó là các vị tiên đế và đã giành lại được an nghi cho quốc gia dân tộc rồi. Cho nên các ngòi bút của các sử gia không có khả năng viết để mà mã nhục các vị tiên đế của Việt Nam. Còn ngày hôm nay là Tổng thống Đạo Quân là công việc sẽ làm. Vì thế ngày hôm nay họ dư thời gian để họ miệt thị ngài Tổng thống Đạo Anh Quân là những con người đoạn trí đoạn ngôn bần cùng. Những con người đó là thời nào cũng có. Cho nên xin thưa với anh rằng là điểm khởi đầu của đất nước, của một cái tình huống, người ta phải đứng ra can đáng, phải tự nhận cái trọng trách là phải xin, phải hữu danh mới vua, mới hữu dụng chứ. Còn nếu mà không có đặt danh, mà có đặt danh thì phải có đặt tên, người phải đứng ra. Nếu là cộng đồng thì phải ông chủ tịch cộng đồng, nếu một đảng phái thì gọi một ông đảng trưởng, nếu mà chính phủ thì phải là một tổng thống. Phải có rõ nét như thế đó nó mới đúng rõ là con người là có tầm cỡ để lãnh đạo đất nước. Tất cả văn hóa Việt Nam chúng ta để là Đinh Lê Lý Trần Lê, không có một ông nào mà gọi là có quốc dân bầu ông lên để mà cho ông làm vua cả. Ông Lý Công Uẩn lúc mà mới có 3 tuổi lên ngôi, lên là cũng làm con nuôi cho cái ông Lý Khánh Vân. Rồi là khi mà từ lớn, khi mà mới sinh ra đời thì vô cùng khó khăn, nghèo túng, ai con người ai cũng giống nhau. Ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà khi mà tình huống đất nước thì Lý Công Uẩn lại bắt đầu đứng lên kế vị cho nhà Lê, rồi đứng lên thành lập ra giữ gìn đất nước, quánh giặc xâm lăng. Đó, chứ đâu không có một người nào mà không có ông vua nào mới vừa sanh ra cái ông là vua đâu. Nước Việt Nam chưa bao giờ có cái tục lệ rằng là mới vừa sanh ra ông đó là vua liền, là không có. Trừ ra đời nhà Trần, bởi vì cha mẹ của các vị vua Trần á, là bắt đầu từ ở trong là công tần mỹ nữ, từ trong đó nó lại, cho nên tôi không có đề cập đến vua Trần trong lúc này. Bởi vì mấy ông sanh ra là mấy ông là vua, là chúa, vua chúa ở trong máu rồi. Đó. Rồi tới thời nhà Hồ thì sao? Thì ông thấy quân Minh bắt đầu nó xuống đó, nó hà hiếp quốc dân rồi. Ông Hồ Vĩ Ly, ông phải đứng ra, ông cán đáng. Rồi ông mới thành lập là nước Đại Ngu đó. Anh có nghe nước Việt Nam có cái tên nước Đại Ngu không? Nghe nói cái tên nước là mình không muốn
nhận là ông bà tiên tổ của mình xuất phát từ cái nước Đại Ngu đó rồi, nhưng mà nó là như vậy thì cũng phải tự đứng lên lãnh đạo trọng trách để phục vụ quốc dân và bảo vệ đất nước. Cái mà tôi hay thích thú để chia sẻ nhất là Đức Vua Lê Lợi. Tôi nghĩ nó tương tự giống như là cái thời Đại Tân Việt Nam Cộng Hòa mình ở đây. Khi mà Ngài tụ tập hậu thề Lũng Nhai cũng có 18 người đề ra cái phương án để mà đánh quân Minh. Nhưng mà cái đám học sĩ kia nó đâu có chịu đâu. Nó nói là quân Minh nó mạnh quá, mình dân cày dân cuốc mà sao đánh được. Nó không còn muốn gia nhập vô mà nó còn đi báo quân Minh tới là bắt Đức Vua Lê Lợi nữa. Thì giống như tương tự, giống như các bậc học sĩ ngày hôm nay ở khắp trên thế giới ngày hôm nay, tôi nói phỉ báng Đức Quốc Công Tổng thống Đại quân, tôi nói đầy đủ mọi hình thức. Thiệt sự kể tới đây mình đau lòng xót dạ, một loại bỉ ổi thôi nè. Rồi là Đức Vua Lê Lợi phải là chạy lên trên miền núi để mà ở, mà trốn lên đó, đi cày đi bừa để mà ăn, mang theo khai quốc công thần Nguyễn Trãi lên trên đó, có hai thầy trò ở trên núi cao mà tìm đủ một cách lập mưu kế để mà quân mừng quân Minh thu phục nhân tâm của các bậc học sĩ ở ngồi xã hội trong cái thời đó. Chắc cái đó đâu có ông nào, đâu có người Việt Nam chúng ta đâu có ông nào mà mới vừa sinh ra cái là được quốc dân bầu lên làm ông vua bà chúa đâu. Cho nên khi mà Ngài đã đánh thắng quân Minh rồi, Ngài tự xưng đã tự xưng cái gì ta, tự xưng Bắc Bình Vương từ Bắc Bình Vương, đúng rồi, không phải Bắc Bình Vương, để cho tôi nghĩ là lúc đó ông tự xưng là Bắc Bình Vương. Đó thì lúc nào nước Việt Nam của chúng ta là luôn luôn là phải tự xưng lên đảm trách nhiệm để phục vụ quốc dân, chứ không có một ông vị vua ông tướng nào mà bước ra đời là được có quốc dân bầu bán đâu. Bây giờ tôi nói cái mà cái triều đại mà gần nhất để cho anh và tôi và thế giới cũng đều biết rằng là Ngài Quang Trung, theo khi mà Ngài đã thấy nhiều phe nhiều chúa quá, ông cảm thấy khó chịu, ông rủ ba anh em ông đi tập quân tướng. Tôi nói tập quân tướng chống cũng tương đương giống như là tổng thống Đào Minh Quân ngày hôm nay mà mở những cái cuộc họp phòng FCC mà huấn luyện tướng sĩ của Ngài vậy đó. Rồi cái là một ngày kia quấn được quân Thanh, cái cuộc mà ra quân của vua Văn Trung đến tới ngày hôm nay khoa học không chứng minh nổi tại sao Ngài ra quân một cách mau lẹ, đi từ miền Trung mà dẫn quân ra tới Hà Nội mà chỉ có mấy ngày đêm mà đi đường bộ đó nha. Cho nên đó là khi mà dẹp xong quân nhà Thanh rồi, Ngài tiên xưng cái gì là Đại Hoàng Đế, phải không? Chứ đâu có bầu bán đâu. Tại sao Ngài không xưng vương mà là xưng Đại Hoàng Đế như thế đó? Nhiều câu hỏi này lắm đó nha, quốc dân Việt Nam cần nên hiểu biết tại sao Ngài không xưng vương giống như tất cả các vương tước ngày xưa, mà hôm nay là Ngài Quang Trung là xưng là Đại Hoàng Đế. Là bởi vì khi mà xưng vương là vẫn còn lệ thuộc qua người Tàu, là nước Tàu nó có đế, mà nó có đế thì nó phải có quyền, mà có quyền là nó xuống nó đòi hỏi cung tần mỹ nữ sắc nước hương trời của miền Nam, của Việt Nam là phải dâng lên cho Tàu. Đàn ông thì phải xuống nước biển, phải xuống biển phải mò trai mò ngọc, là lên núi phải lấy ngà voi, ngà kỳ đà gì đó không cần biết, gửi qua bên Tàu, phải biết gọi là triều cấm. Cho nên là Đức Quang Trung nhìn thấy cái tình huống đó nó bất xứng, cho nên nó ngày nhất định phải xưng đế. Để chi? Để ngang hàng với lại người Tàu, xem ngang hàng với hoàng đế của người Tàu, để giúp chấm dứt cái chuyện là phải được triều cống hàng năm. Và có khuynh hướng để lấy lại lương quán của nước Việt Nam chúng ta hiện đang nằm trong tay kềm tổ của người Tàu. Phải có những cái danh xưng cho nó rõ như thế đó, chứ là cỡ như thủ tướng, cỡ như ông vương thì không có thể nào ra quân đòi lại những mảnh đất mà đã bị mất bởi ngọt tay trong vòng tay của ngoại bang.
Cho nên là những cách xưng hô đều có chiến lược ở trong đó của quốc gia. Kể cả ngày hôm nay Tổng thống Đạo Minh Quân xưng là Đức Quốc Công có chiến thuật chiến lược ở trong đó. Nhưng mà làm sao mà kể cho những cái đám mà gọi là thọc gậy bánh xe kia cho họ biểu, họ hiểu được cái chức tước Đức Quốc Công bây giờ. Nếu quý vị nói là tại sao ngày hôm nay là Tổng thống Đạo Minh Quân lại có cái chức tước Đức Quốc Công, thì tôi hỏi lại, tại sao lúc kia là Quang Trung là không xưng vương mà lại xưng đại hoàng đế? Cho nên nó tất cả đều nằm trong cái chiến lược. Mà đã nói rằng chiến lược thì tôi không thể nào mà nói hết đem cái chiến lược ra đây. Cỡ như là thủ tướng hay tổng thống không có quyền đòi hỏi kể cả bán đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay. Nói cho quý vị biết như vậy đó. Cỡ như là thủ tướng hay tổng thống cũng là vẫn còn là nằm ở trên đất liền mà thôi, không được phép là bước ra tới hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa cả. Nói tới như đó để rõ cái chiến lược nó mập mờ đằng trước ánh mắt của quý vị rồi đó nha. Chứ tôi không muốn nói rõ hết cái chuyện đó. Đó là những cái mà tôi nghĩ là quý vị băn khoăn, và cũng như anh, tôi đã kể như thế đó. Xin phép anh tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Cảm ơn. Dạ vâng, anh còn nghe được không ạ? Nghe rất rõ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Sau khi anh giải nghĩa như vậy thì tôi có thấy được nhận thấy và cũng cảm ơn anh. Là nếu mà nói như vậy thì do theo các vua chúa ngày xưa và tất cả như vậy, chúng ta nhìn theo là ở đâu là chính nghĩa, đặc là tà, có nghĩa là ngay bây giờ thì cái đảng Cộng sản, tức là khi mà anh đánh thẳng vô đảng Cộng sản thì anh là chính nghĩa. Anh hay ủng hộ thẳng vô những cái người đánh thẳng vô Cộng sản, đúng không anh? Đúng. Đánh thẳng cái đảng Cộng sản, tức là những người đó là những người chính nghĩa. Còn những người mà đánh vô người mà chống cái đảng Cộng sản thì người đó không chính nghĩa. Ý của anh là nói như vậy đúng không ạ? Kẻ đó là cái kẻ gọi là phản quốc đó. Vâng, thì nếu mà anh nói như vậy thì tôi sẽ đồng ý với anh. Và vấn đề là thứ nhất là đây là cái năm 1954 và đến năm 1973 cũng là hai cái hiệp định để mà một cái thì là chưa cho đất nước đi đến tổng tuyển cử, và một cái thứ hai là cái hòa bình cho dân tộc cũng để đi đến tổng tuyển cử. Mà bây giờ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một cái cũng gọi là cái chứ còn dân ý, thì tôi sẽ thấy cái đó mà là cái chính nghĩa nhất, là phải có chứ cầu dân ý thì mới đoàn kết được, mới hòa hợp được dân tộc lại để mà cùng đồng lòng, coi như là gọi là cái chứng cầu dân ý, có nghĩa là đoàn kết dân tộc một sức mạnh để mà đi đến một cái chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa tự do, để chúng ta đuổi quân Tàu ra khỏi đất nước Việt Nam, để mà xây là một cái nền văn minh nhân bản cho dân tộc Việt Nam. Cái điều đó là đúng không anh? Vâng. Vâng, thì nếu mà nói như vậy thì ok. Nếu mà anh giải nghĩa như vậy thì tôi cũng rất cảm ơn anh nhiều. Là tôi hiểu được là mỗi một người công dân Việt Nam thì bổn phận của chúng ta là phải nên trưng cầu dân ý để đoàn kết dân tộc lại, rồi mình mới có thể có một cái sức mạnh để mà đi đến giải thể cái đảng Cộng sản và mang cái văn minh nhân bản, công bình và bác ái cho dân tộc Việt Nam dưới một loại là Việt Nam Cộng hòa duy nhất. Vâng, vậy thì tính đó là cũng đủ hiểu. Hôm nay anh giải nghĩa vậy là quá đủ rồi. Tôi xin phép anh để tôi nói thêm những cái thời gian cận đại nhất này ở đây mà anh biết và anh hiểu, tôi cũng biết và tôi cũng hiểu, và mọi người cũng biết và mọi người cũng hiểu. Đó là họ thử tên Hồ Quang Hồ Chí Minh nó bước xuống miền Nam Việt Nam trước năm 1945, nó cũng học được cái văn hóa của Việt Nam rằng là không cần bầu bé gì cả, nó xưng nó là chủ tịch. Và ở trong nước trong miền Nam Việt Nam, khi mà thủ tướng Ngô Đình Diệm trở về nước cũng đâu phải là đâu có được bầu bé gì đâu, cũng là về cái là cái chức thủ tướng đã có ngay trên vai của Ngô Đình Diệm rồi. Rồi sau đó người ta mới bầu bán, mới là bầu ngài lên làm tổng thống. Chứ đâu phải là ông Ngô Đình Diệm ông được là bầu bán, ông là thủ tướng rồi ông mới là lên nắm chính quyền, hay là tên Hồ Chí Minh người ta là bầu ông là chủ tịch nước thì ông mới trở về nước ông lãnh đạo đâu. Cái văn hóa của Việt Nam của mình là vậy, là phải là gánh trọng trách trên đôi vai trước khi mà được có chức phận. Chứ không phải là có chức phận rồi lúc đó là có chức phận hầu như ai cũng cảm thấy hoại hết rồi, cái chức mình to quá, hoại quá, về sợ chết thì sợ khổ nữa, cho nên mang cái chức trước thì sao. Cho nên ngày hôm nay tổng thống Đạo Minh Quân người ta cũng nói là tự phong, không tự phong thì làm gì có được cái danh xưng oai hùng để chúng ta gọi, để chúng ta nhắc nhở đến ngày hôm nay.
chúng ta bắt đầu đưa ra một cái câu chuyện đề tài gì, chúng ta phải có cái lập lăng, mà lập lăng người ta phải đáp câu đề cái câu xây cầu cống, xây đường phố tên gì người ta phải có cái tên trước chứ. Thì khi mà tổ chức một chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, người ta phải là có cái danh xưng là chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Người mà đứng đầu của chính phủ đệ tam Việt Nam là Đào Minh Quân, chức phận là từ thủ tướng rồi cho đến tổng thống. Hôm nay là người đã có cái công trạng xây dựng đệ tam Việt Nam Cộng Hòa oai hùng mà tất cả các vị học sĩ kia không người nào có khả năng làm được. Cho nên là chúng tôi là mới đề nghị là một cái danh xưng cho thiệt đẹp, oai hùng và cao quý, đó là Đức Quốc Công, Đức Khai Quốc Công. Tại sao ngày xưa Nguyễn Trãi là nhận được cái chức Đức Khai Quốc Công ở túc trên sườn núi được, tại sao hôm nay tổng thống Đào Minh Quân lại không được? Còn quý vị nói là sẽ biến quân chủ, sợ quý vị thiệt à. Có những điều quý vị cần nên lo xa, còn có những điều quý vị không cần nên lo xa lắm, phải không? Có nhiều vị phải nói là ăn không ngồi rồi, rồi cho rằng là sẽ tái diễn cái chuyện mà chính sách quân chủ rồi đó. Quý vị, tôi lấy cái chuyện con gà ra tôi chia sẻ với quý vị. Con gà bây giờ nó nở ra ở ngoài rồi, nó chạy ra ở ngoài, nó đá độ được rồi, nó đi đập mái được rồi, bây giờ bắt nó vô trong cái trứng được không? Nó đâu chui vô trong cái trứng được đâu. Nhưng mà không, cái vỏ trứng gà là điều kiện cần thiết cho cái sự sống con gà. Nhưng mà khi mà nó chạy ra ngoài, nó đạp mái rồi được, kêu nó, ê mày chạy vô trong cái trứng mình nằm lại. Nó nói, bây giờ này kêu chạy vô trong cái trứng nằm không được. Nhưng mà cái vỏ trứng gà là điều kiện cần thiết. Cho nên là khi cái chức tước Đức Khai Quốc Công là cái danh hiệu cao quý mà chúng tôi là cần phải trao lại cho Ngài, bởi vì Ngài đã sáng lập nên cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà không phải vì thế mà nói là quân chủ sẽ trở lại. Như tôi nói là con gà nó lớn rồi, nó chạy vô quân chủ là cái chỗ nó nhỏ hẹp đó, không phải cho con gà chạy vô lại được rồi. Nhưng mà cái vỏ trứng con gà đó là điều kiện cần thiết cho con gà sống trước kia. Đó là thứ chia sẻ. Dạ mời anh ạ. Dạ vâng, vậy rất là cảm ơn anh. Tôi đã hiểu rõ và hy vọng là những người nghe những lời giải thích thì cũng hiểu rõ. Nếu mà mình ủng hộ chính nghĩa thì mình hãy ủng hộ với những người mà đang tiêu diệt cái đảng Cộng sản này, để xóa cái đảng Cộng sản đi cho dân tộc Việt Nam. Đó mới là chính nghĩa. Theo tôi đã giải nghĩa thì tôi hiểu được như vậy. Rồi là rất là cảm ơn anh. Rất là hay, rất cảm ơn. Có những cái câu hỏi như vậy đó, hy vọng chúng ta sẽ tương tác tương lai. Nhưng mà cái livestream của anh Hoàng Tôn vừa rồi cách đây 3 tiếng hồ rất hay, phải nói là rất hay. Nếu anh rảnh thì anh nên nghe cái livestream của anh Hoàng Tôn. Rất cảm ơn anh. Dạ vâng, rồi chào, cảm ơn anh. Rồi tôi cũng hiểu rõ, nếu mà thực sự mà muốn giúp đỡ dân tộc Việt Nam thì hãy trưng cầu dân ý, quyết tâm cho bằng được. Là đó là một cái chính nghĩa thì tôi hiểu đâu là chính nghĩa, còn những cái chuyện khác thì không quan tâm. Mà nói tóm lại là muốn giúp dân tộc Việt Nam thì phát khỏi cộng sản thì hãy đánh thẳng vô cái đảng cộng sản. Chứ ai mà tôi nói thiệt nhân tiện là các anh nói, tại vì tảng sáng này tôi có đọc một cái nhắn tin, có một ngã kia nói rằng là ở trong chính phủ đệ tam Việt Nam mà họ có nhiều người họ lâm rồi trong đó toàn Việt Cộng không à. Vậy tôi hỏi cái anh mà nói câu đó, anh mang cái họ Hồ, biết không? Tôi hỏi vậy chắc là anh là con của là Hồ Quen, Hồ Tập Chương và Hồ Chí Minh. Chắc là anh cháu ba đầu cái tên Hồ Chí Minh có đúng không? Thì không biết anh đó anh sẽ trả lời như thế nào. Tôi nghĩ nay mai anh sẽ có câu trả lời cái câu hỏi của tôi. Vậy đó mà cái tên đó nói rằng ai mang họ Lâm là người Tàu. Cái đó không có đúng đâu anh. Cái đó người ta mình thấy mấy tôi thấy nhất nó khoảng trên 50 họ lận á. Nhiều lắm, không có phải đâu. Mình cũng là một giống như là hợp chủng quốc Hoa Kỳ giống ngày xưa vậy đó. Mình là có rất là nhiều sắc tộc ở trong cái dân tộc mình. Còn hơn nữa, còn hơn hiệp chủng Hoa Kỳ luôn á. Người ta lấy họ Nguyễn nhiều là tại vì người xưa có chú Nguyễn thì người ta lấy thôi, chứ chưa chắc những người mà họ Nguyễn đã là nó là như vậy đó. Rồi chẳng hạn như ông Nguyễn Phú Trọng đó, có chắc gì ông mới đã là người Việt Nam chưa, hay là ông có cái like của Tàu ở trong đó nữa, ai biết, thấy không? Họ
Vậy mà cái tên mang họ Hồ 49 tuổi, 48 tuổi ở bên Mỹ mà dám nói rằng là trong chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mang họ Lâm nhiều, chắc là người Tàu trong đó. Không có đâu anh, nếu vậy thì ông Lâm Minh Sơn đó, bác Lâm Minh Sơn cũng họ Lâm đó. Đó. Ok, rất cảm ơn anh nha. Rồi chúng ta hẹn gặp lại. Cảm ơn, cảm ơn anh, chào tất cả quý ông bà và anh chị em và ba ạ. Vậy. Đó là tiếng nói của một người bạn ở tại Texas. Hồi nãy giờ không thấy không chào quý vị mới vào diễn đàn. Wow, chào quý vị. Chào sư tỷ Triệu Thị Trinh. Chào Ngô Đình Diệm. Chào tất cả quý vị mới vào diễn đàn ha. Đó thì xin thưa quý vị, bây giờ tôi thưa là cái câu chuyện của một người mang cái nick là tên là Minh Lâm Sơn. Tôi biết chào Trần Chiêu. Cho nên cái cảm nhận hiểu biết của anh Minh Lâm Sơn nó sớm hơn cái khả năng của anh. Vì thế anh nói rằng là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ gặp như thế này, sẽ bị gặp như thế kia, sẽ bị gặp như thế nọ. Thì tôi xin thưa với anh rằng tại sao anh biết được rằng là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ bị như thế này, sẽ bị như thế kia? Cho nên tôi mới nói rằng cái hiểu biết của anh nó lại đi sớm hơn cái khả năng của anh nhận xét. Nó đi sớm, nó làm cho anh lột xuống hố. Anh đâu có phải là Tổng thống Đào Minh Quân, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà tại sao lại anh lại biết được? Rồi đây, ở tương lai nào đó vô tận kia, Tổng thống Đào Minh Quân sẽ bị như thế này, sẽ bị như thế nọ. Thật sự anh nói câu này, chúng ta cũng là một người cũng lớn tuổi, nghe hàng tuổi với nhau, mà tôi nghe cái bình luận của anh phải nói là nó lố bịch. Giống con như trong thời vua Lý, trong cái thời nhà Lý ở Việt Nam mình, có một bà hoàng hậu, bà nói đi kêu ông thầy kia tới để coi thử cái định mệnh ngày tháng của ngài như thế nào. Bị ông vua này ông nói ông thầy đó ông đâu có chết đâu mà ông biết được cái sanh tử, thấy không? Nghe cái câu trả lời của văn hóa Việt Nam mà, ông thầy đó ông có chết lần nào đâu mà ông biết được cái chuyện sinh tử. Cho nên cái anh mà mang cái nick Minh Sơn Lâm, anh nói rằng là Tổng thống Đào Minh Quân sẽ như thế này, thế sẽ như thế nào. Anh vẫn còn sống, anh chưa có chết lần nào, tại sao anh biết ngọn thời gian đó, con đường đó, Tổng thống Đào Minh Quân sẽ như thế này, sẽ như thế nào? Hôm nay anh còn mặc áo nâu sầm đó nhá. Anh nên nhớ, nội cái mà anh còn ăn được bát cơm tươi thì anh cũng phải còn mắc nợ với những người cày sâu cuốc bẩm. Anh còn đang mặc cái chiếc áo nâu sầm cũng còn phải mắc nợ cái người đang ra từng tấm vải đó. Chứ chưa hẳn anh đã là thoát tục đâu. Cho nên anh đừng có vội vã vẽ bùa mà đeo. Anh cho rằng là tổng thống của chúng tôi
là để tâm Việt Nam Cộng Hòa là sẽ như thế này, sẽ như thế nào. Anh chưa chết mà tại sao anh biết được cái chỗ đó là sẽ như thế này, sẽ như thế nào? Nhưng mà chưa chắc anh chết rồi mà anh được có cái khả năng anh tìm hiểu được như thế, hay là anh bị cầm ở dưới địa ngục 12 tầng địa ngục dưới kia thì sao? Cho nên những cái bọn đánh phá ngày hôm nay nó cũng là cái bổn phận của nó, giống coi như là cái kim của cái con cái con bồ cạp vậy đó. Bổn phận của nó, dầu có nói đá vàng ngọc ngà tuốt ra đi chăng nữa, nó bổn phận của nó là đi chích người ta. Cho nên có một lần anh chiến sĩ Hoàng Tôn ở bên Úc, anh nói rằng anh sẽ lúc tiên đầu, lúc khởi đầu anh nói là anh sẽ khuyên những con người đó. Tôi nói không, những con người đó không nên khuyên gì hết. Họ là con bồ cạp, họ hứa chăng nữa, chăng họ có hứa vàng ngọc ra đó chăng nữa, mà rồi họ cũng phải phản đem chính phủ ra chợ trời bán mắt bán rẻ mà thôi. Bởi vì tôi đã thấy ở bên trên tụng cái đứa, những con người ngạo mạn đó, làm dốc làm phách mà ganh tị đó, thấy người ta mặc quân phục mình không có thì mình tức. Theo điều tra tôi nói anh lên chức gì chưa, tôi nói tôi chưa khách nhận chức gì hết á, đừng có hỏi tôi mấy cái câu đó. Ngạo mạn khi người ta đứng biểu diễn gió học để cho mấy vị kia nhìn thấy, để mà làm cho nó mát ấm lòng ấm trong cái thời buổi lạnh lẽo ở tại Tổng Cái Đường, mà anh đứng ở ngoài đó anh nhái lại, anh nhái tại sao tôi đánh bài con gà anh làm anh nhái gì á, anh nhái cứ giống như là anh mạ lị tôi là chỉ có đánh bài con gà rồi vậy thôi. Trời ơi, gặp ở Âu Châu này là tôi tìm tới nơi tôi đập cho một trận tanh banh ta lông luôn. Cái thứ ngạo mạn đó là ở Âu Châu này nó nói anh làm gì làm cá nhân anh, nhưng mà anh phỉ báng người khác là anh có tội. Anh không được quyền phỉ báng cái khác. Cho nên bây giờ nó ra nó gạch lá chìm tìm sâu, nó còn không có cách gì để nó nói nữa. Nó nói trong chính phủ họ lâm nhiều, họ lâm là người Tàu á. Oh man, mấy cái mặt tôi giống người Nhật đỡ quá, không phải là người Tàu. Nó mua gì phở còn xíu xíu nữa rồi bị nó chích cho một phát rồi. Đúng không? Xin phép quý vị. Cho nên xin thưa quý vị, hãy an tâm. Nếu chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không có nằm trên một cái sự danh dự nào đó, thì chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không cần quý vị phải quan tâm. Thật hay giả, địa phương, chính quyền địa phương đó, người ta đã từng giải tán hết đảng phái và chính phủ của Việt Nam Tự Do trên thế giới đã 45 năm trôi qua rồi. Mà chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống mãi và quanh liệt dọc theo đường thời gian. Và những ngày tháng đến đây là những ngày tháng mà chúng tôi miệt mài học tập để trở thành một vị cán bộ phục vụ cho quốc dân Việt Nam gần đây. Đừng có bao giờ mà mở diễn đàn nghe những cái đám bên kia nó nói những cái câu gì á. Mai mốt tôi phải vẽ cái chữ quảng nôm, quảng gại, quảng ngãi ở trước cái đầu của tôi. Để cho người ta nói không giống người Tàu. Chứ để mai mốt ra đường nó nói ông này là người Tàu trong chính phủ nó khổ thiệt. Ngày hôm nay là cái máy lọc đó quý vị, cái máy sàng lọc cũng hay lắm. Cho nên tôi mới nói là bất cứ cái tình huống nào tôi cũng có một khía cạnh đó, tôi cũng học được những cái bài học rất là hay, chính đáng.
Đúng rồi, như vậy đó, sư tỷ Triệu Thị Trinh đi che như vậy đó. Cho nên chúng tôi hãnh diện gọi lớn lên là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Đào Minh Quân. Ngày xưa chỉ có hai thầy trò Lê Lợi và Nguyễn Trãi ở tuốt trên núi đi cày đi cuốc để mà ăn sinh sinh nhai, vậy mà tìm đủ một cách đó là quýnh được quân Minh chạy tan tác đó. Nhưng mà phải tự xưng là một người vị nguyên soái, một vị tướng tài, một vị vương tước chứ, rồi mới là thu thập được quần hùng. Cho nên mới có cái câu là Nguyễn Trãi mới đưa ra một cái kế viết mật ong trên lá cây, cái câu là Lê Lợi quy quân, Nguyễn Trãi quy thần, cũng phải báo cho quốc dân biết, để cho lá cây đó nó trôi xuống dòng nước, nó đi sâu vô lòng người dân. Đầu người dân đọc nói là Lê Lợi làm vua rồi, ông Nguyễn Trãi ông trở nên thần thần thành thành thần, cũng phải có cái xưng, cái danh từ xưng hô trước, cũng phải tự xưng trước chứ. Quốc dân lúc đó là lo là đi chạy giặc, thì có quốc dân nào mà dám đứng đó mà tôi muốn tôn Đức Lê Lợi lên làm vua được đó, có dân nào dám nói được cái câu đó ngay cái lúc thời đó. Cũng như ngày hôm nay có một người dân nào dám nói rằng là tôi dâng ngài tổng thống Đào Minh Quân lên làm tổng thống đâu. Tại sao? Tại quý vị còn phải đi về Việt Nam ôm cái đẹp rồi là ăn chơi ở nước Việt Nam, đúng không? Cho nên là ngài trước trước nhất là phải tự xưng mình làm ông chủ tịch này tới ông chủ tịch nọ, rồi cộng thêm vào đó là ngài được là dưng được được là bầu lên làm là thủ tướng, có ba giới là lão niên, trung niên và thiếu niên ở trong đó chứ, chứ đâu phải là mờ ám đâu. Cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay thành lập lên nó có đầy đủ từ cái lúc khởi đầu cho đến ngày hôm nay, hơn là các vị tiên đế của quốc dân Việt Nam mình từ trước đến kia, từ trước cho đến sau này toàn là tự xưng không đó. Nếu ai muốn cãi thì tôi sẵn sàng cãi, tất cả đều là tự xưng hết. Mà các bậc sử gia ngày hôm nay có ông nào dám từ chối mà không viết những cái trang lịch sử oai hùng qua các triều đại của dân tộc Việt Nam đó. Có ông nào dám không? Dám từ chối không? Ngày hôm nay cái chuyện của Đệ Tam Việt Nam họ sẽ thành công, sẽ làm việc. Khi có đất dụng võ thì Đệ Tam Việt Nam họ sẽ trở về nơi đó và phục vụ cho quốc dân Việt Nam. Thì những cái chuyện gì mà ngày hôm nay nói, quý vị bén nghi rồi, quý vị cái loại mà vì quốc gia dân tộc thì ít, mà vì cá nhân lợi ích riêng tư thì nhiều, đứng lên không có khả năng theo kịp đường đi nước bước của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, rồi tách riêng ra ngoài là đánh phá, phải mới dùng những cái từ ngữ phải nói là thất học, những cái bọn lưu manh thất học để mà tìm cách hạ bệ tổng thống Đào Minh Quân. Mà nên nhớ nhé, cái chuyện có tổng thống Đào Minh Quân không phải mà chứ quý vị có khả năng mà làm được cứ cái gì một cọng tóc một sợi lông cũng vẫn được bảo hòa nữa, nên nhớ câu đó nhé. Cho quý vị đừng có nghĩ rằng là mình là hàng học sĩ, tiếng nói của mình có khả năng là thu gom hết tất cả quần hùng đi theo về một mối, lầm rồi. Tất cả biết bao nhiêu thời gian nào cũng có những cái bậc học sĩ tài giỏi, nhưng mà cũng có biết bao nhiêu thời gian trôi qua chẳng có cái thứ học giả giả học sĩ nào làm nên được cái câu chuyện gì hết. Đến nay ngày hôm nay không có còn khả năng chống cộng được, mà chỉ còn có khả năng chống gậy mà thôi. Cho nên đừng có mới có khoác chiếc áo nâu sòng lên thì để cho mình là nhìn thấy được chân lý, rồi suy đoán nào là sẽ tổng thống Đào Minh Quân sẽ như thế này, sẽ như thế nọ. Ông làm như ông đã từng chết nhiều lần ở đâu rồi, là bây giờ ông biết được cái chỗ đó nguy hiểm mai mốt, rồi biết luôn cả cái đường đi nước bước sau này của tổng thống Đào Minh Quân là sẽ như thế này, sẽ như thế nọ. Thật sự là một cái câu nói phán viết là lố bịch. Những thứ đó
Tương lai dù có bay lên bay chăng nữa, quốc dân Việt Nam cũng bay theo mà lôi cổ những con người đó ra là hai tội trước quốc dân mà thôi. Ngày bây giờ đúng rồi đó, như Trần Châu nói đó, đang sàng lọc hết tất cả những điều cần thiết nên sàng lọc. Chứ không phải là quý vị, cho nên quý vị đừng có lo, đừng có quan tâm một cái điều gì cả. Chính quyền địa phương người ta đã quan tâm cái chuyện thật hay không thật rồi, quý vị đừng lo, hãy lo, hãy trao chuốt lấy tư duy của mình sẵn sàng phục vụ quốc dân Việt Nam ở tương lai. Một câu đơn giản như thế, vững chãi như bàn thạch. Đúng không? Mời quý vị nghe bài nhạc. Chúc quý vị một ngày thứ hai thật là bình an. Bảo vệ Corona nha quý vị, bảo vệ mình chứ đừng bảo vệ Corona. Bye bye Kim, Đoàn Kim Chi, bye bye Trần Chiêu. Ngày mai ra đơn vị, đường trần hai đôi mộng thôi tìm đây biết ra sao. Jesus, bye bye Bình Phương. Bye bye bạn sớm, chắc là đi tị nạn qua mình đó quá. Bye bye anh Maria. Chào quý vị, chào Trần Chiêu. Chào Phạm Thư. Đời trai phong xưa gắn nặng tình non sông bước chân miệt mài nhất sông dài dù đời cao đất là vui. Ô nhạc Việt Nam mà nghe phê quá.
Bye bye Lê Hồng Trắng. Lê Hồng Trắng chưa có trả lời câu hỏi của tôi rằng ở trong nước có nhận tiền đô la của nhà nước cộng sản gửi cho xài chưa. Trời chưa dễ mà thôi thôi. Nó nhận không biết bao nhiêu trăm triệu đô mà nó không gửi lại cho dân xài chết rồi. Có trên tivi cái câu trả lời của Trần Kiều này hay á. Có trên tivi. Hello Long Trường. Wow. How about Texas man? Texas chắc còn ấm còn nóng không? Ok, chào hết tất cả quý vị. Chào Phạm Thư, chào hết. Hẹn tới ngộ.